Một phiên giảm điểm rất mạnh của VN-Index khi thị trường ta hôm nay có một phiên giảm xuống đâu đó khoảng cỡ 25 điểm, đóng cửa 1226.96. Với có khá nhiều mã cổ phiếu giảm khá là sâu, có điểm tích cực ngày hôm nay là mình thấy có khá ít cổ phiếu có yếu tố lăn sàn. Thế thì đối với những cái giai đoạn này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những gì và cái góc nhìn của thị trường hiện tại nó như thế nào? Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích ha. Ok, thì anh chị có thể thấy hôm nay khối ngoại người ta mua ròng khoảng cỡ gần 60 tỷ. Tự doanh thì không biết hôm nay giao dịch mua bán làm sao. Khi nãy đó mình nhớ là mình có download và mình xem thì tự doanh hôm nay người ta mua khoảng 1.200 tỷ, thì cái giá cái đây này là có public số liệu thì mình coi thôi. Thế thì đối với những cái dao động này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những cái kịch bản nào cho thị trường cũng như là những cái góc nhìn nào đối với thị trường trong những thời điểm như thế này, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nha. Ok, thì bây giờ ta sẽ vào chúng ta đi phân tích về cái yếu tố bất động chung của thị trường một chút. Thì trong giai đoạn vừa qua thì gần như là khoảng gần 10 ngày rồi mình không lên video, bởi vì giai đoạn vừa rồi bị đau anh chị, đầu rồi bị cúm gì á, nó rất là lâu, người sốt mệt với bị đau họng với bị nghẹt mũi làm cho không có nói chuyện được. Thì hôm nay mới đỡ đỡ thì hôm nay mới lên video nói chuyện với anh chị nhà đầu tư cũng như chia sẻ một góc nhìn. Có gì trong quá trình mà mình nói mà có gì đó thì anh chị chúng ta thông cảm với mình một chút ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta nhìn vào vận động chung của thị trường một chút. Hôm nay là một cái phiên mà đang đánh giá rất nhiều anh chị nhà đầu tư cảm giác rất kinh hoàng. Đó là trong giai đoạn vừa qua thị trường ta, thí dụ như phiên hôm nay thị trường ta giảm điểm không có nhiều, các cổ phiếu diễn biến rất là tiêu cực, đặc biệt là có khá nhiều mã cổ phiếu lùng đáy. Ngược lại thì nó có rất nhiều mã cổ phiếu nó giữ được cái trận của nó. Ví dụ hôm nay không có bị cầm băng thì khả năng thị trường ta rất rất là sâu, gần như là bể dĩa luôn á. Nhưng mà hôm nay thị trường ta lại có yếu tố đỡ lại bị cầm băng, cho thấy là cái xu hướng chung và chỉ số của thị trường thì mình đánh giá vẫn ổn. Đó là về góc nhìn cá nhân nha. Thứ nhất là anh chị sẽ thấy là trong ngắn hạn thị trường ta lên test là 1250, sau đó nó quay lại, nó test lại cái vùng giá đáy trước là 1218, 1219, đây là cái vùng test lại là mốc 1226, nó vẫn có yếu tố gọi là cái vùng test sau nó cao hơn cái vùng test trước. Cái thứ hai mình sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư về cái góc nhìn trên thị trường ở thời điểm hiện tại nó như thế nào, và anh chị nhà đầu tư có quyền lựa chọn ở thời điểm hiện tại nó là cái gì, cũng như là Nam sẽ bóc tách toàn bộ bức tranh của thị trường trong những cái thời điểm này để chúng ta hình dung nhá. Đầu tiên thì anh chị sẽ thấy là nếu mà chúng ta nhìn vào cái xu thế chung của thị trường trong khoảng cỡ từ cuối năm ngoái tới bây giờ thì chúng ta sẽ thấy thị trường ta là một thị trường tăng hay giảm. Với quan điểm của mình, đây vẫn là một trong những thị trường tăng. Thị trường tăng vì sao? Vì xu hướng chung của thị trường vẫn tạo ra những cái xu hướng, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy đáy sau của thị trường có xu hướng cao hơn cái đáy trước đó mà nó có yếu tố xảy ra. Ví dụ như chúng ta thấy cái đáy ở thời điểm hiện tại, mình chưa biết ngày mai có cái đáy mới hay không, nhưng về quan điểm của mình nha, ngày hôm nay là một ngày thị trường ta test đáy, mà test đáy tức là nó đã có một cái đáy trước ở đây, tức là mốc 1218-219. Chúng ta lưu ý nha, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có đáy sau, cái đáy trước, đáy sau ở đây, đáy sau vùng này cao hơn cái đáy trước đây, và cái đáy chỗ đây nó lại cao hơn cái đáy này, tức là thị trường chúng ta xuất hiện một cái xu hướng về trung dài hạn là một xu hướng tăng. Chúng ta hình dung như thế, đó là cái yếu tố góc nhìn cá nhân. Còn cái yếu tố ngắn hạn, thị trường chúng ta sau khi nó gãy dựa vào những cái thông tin như là quốc tang hay này kia, thị trường chúng ta gãy xuống bước lên, và đây chính là một cái điểm quay lại test của thị trường, có yếu tố nổ volume rất là to. Mặc dù thị trường ta là có yếu tố và mặt là tạo ra đáy sau cao đáy trước, nhưng về góc nhìn của thị trường trong giai đoạn này nó lại có nhiều cái yếu tố phân hóa quá mạnh. Tức là sao? Tức là các lớp cổ phiếu gần như di chuyển nó rất là khác nhau, và trong những cái giai đoạn này nó giá là một trong những giai đoạn rất khó của thị trường, thực sự là rất khó. Vì sao? Bởi vì các phân lớp cổ phiếu nó đi nó gần như là không đồng đều, đặc biệt là có rất nhiều cổ phiếu nó lại có yếu tố chiết khấu rất là sâu. Nên bây giờ em sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư những cái góc nhìn để anh chị chúng ta hình dung là trong những cái thời điểm này anh chị nhà đầu tư nhìn thị trường như thế nào. Thì ở đây em sẽ đưa cho anh chị nhà đầu tư hai cái bức tranh. Cái bức tranh đầu tiên là nếu anh chị nhà đầu tư nhìn thị trường lên thì anh chị sẽ thấy thị trường đẹp, còn nếu anh chị nhà đầu tư nhìn thị trường xấu thì anh chị nhà đầu tư là sao? Sẽ nhìn thị trường rất xấu. Ví dụ anh chị nhìn thị trường lên giống như mình nha, mình là một người nhìn thị trường lên, bởi vì trong giai đoạn vừa rồi mình không có bán hàng cổ phiếu, mình vẫn cầm nắm bình thường, có cơ cấu một số mã, nếu con nào xấu thì mình vẫn cơ cấu bình thường. Nhưng mà các mã cổ phiếu mình nắm trong giai đoạn vừa qua thì bản thân hệ thống bên mình vẫn nắm, tức là có khoảng 80-70% là các mã cổ phiếu trước giờ mình nắm thì mình vẫn nắm bình thường, có khoảng 20-30% một số mã cổ phiếu thấy xấu quá thì mình cắt đi, mình cơ cấu qua dòng mới, vậy thôi. Chúng ta hình dung như thế để mình nói với cái góc anh chị nhà đầu tư, cái góc độ của thị trường trước để anh chị nhà đầu tư có sự lựa chọn. Ví dụ như anh chị nhà đầu tư cầm hàng hoặc là có góc nhìn giống như mình thì anh chị sẽ thấy thị trường là rất là đẹp. Còn nếu anh chị nhà đầu tư mà chúng ta bán hàng ra và chúng ta thấy thực sự thị trường xấu thì mình sẽ phân tích theo cái góc nhìn đó để cho anh chị ta hình dung luôn. Ví dụ như bây giờ em sẽ phân tích cái khía cạnh mà nếu mà anh chị nhà đầu tư thấy thị trường xấu thì anh chị sẽ thấy cái gì. Thứ nhất, thị trường chúng ta đã tạo ra một cái mẫu hình gọi là vai đầu vai ở đây đi. Ở đây nó có một cái đường neckline và đây là cái điểm test lại của nó. Thì lúc này thị trường chúng ta lại quay lên test đường neckline và rớt xuống bán một volume rất là to. Vậy thôi, đó là cái yếu tố góc nhìn chung của thị trường trong cái ngày hôm nay.
Và nếu mà chúng ta nói về thị trường xấu, đang nói thật với anh chị nhà đầu tư, có những con nó cũng rất xấu. Ví dụ như con SMC, con này họ đẹp chắc chắn là rất xấu rồi. Đây là một trong những giai đoạn nó úp bu nhà đầu tư rất căng thẳng. Có rất nhiều mặt cổ phiếu xấu, hoặc là ví dụ anh chị cầm DSG xấu không? Thực sự rất xấu. Những con này là cực kỳ xấu luôn. Hoặc là dòng chứng khoán có một số con ví dụ như FT này xấu nè. Bởi vì những con này cái giá trị của nó rất là cao, giá trị của nó là ngoài cái đích giá rồi. Tức là ở đây nè, không phải anh đúng giá trị cổ phiếu thì khi nó rớt xuống rất là kinh. Hoặc là anh ta sẽ bê đi. Còn có khá nhiều dòng như HAH nè, anh chị nhìn cổ phiếu xấu không? Xấu. Nói chung là nhìn những cái dòng như gọi là mid cap á, trong ngày hôm nay là đặc biệt hôm nay mid cap bán kinh hoàng, bán ở hai ngày này thì chúng ta sẽ thấy những mã cổ phiếu này là cực kỳ xấu và nó làm nó tô điểm cho thị trường đã xấu nó còn xấu hơn. Chúng ta hình dung như thế, chúng ta nhìn gì con gì ạ? Nhiều. VGS rồi nè, những con này xấu. Hoa Sen này xấu không? Xấu. Con Nam Kim xấu không? Xấu. Anh chị hình dung như thế. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào một cái góc nhìn xấu của thị trường thì anh chị sẽ vẽ ra toàn bộ các mã cổ phiếu midcap đều là những cổ phiếu có xu hướng dòng tiền thoát ra ở thời điểm hiện tại, và đây là một trong những cái yếu tố tạo ra cái yếu tố tiêu cực cho thị trường và nó xuất hiện cái yếu tố bán lan. Còn nếu mà anh chị nhà đầu tư, bây giờ mình sẽ nói với anh chị nhà đầu tư một góc nhìn tích cực, tức là một góc nhìn đẹp để anh chị chúng ta hình dung nha. Thứ nhất là ví dụ như mình đang đặt cái vị thế của mình vào, đưa cho anh chị nhà đầu tư góc nhìn là vì sao trong giai đoạn này mình đặt thị trường nhà đầu tư cửa lên. Và rất nhiều những cái giai đoạn mà thị trường chúng ta vào những cái ngưỡng cửa như thế này, mình luôn luôn đặt cửa cho anh chị nhà đầu tư. Ví dụ như thị trường chúng ta, mình đánh giá thị trường chúng ta có góc nhìn lên thì mình sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư cái yếu tố góc nhìn lên của mình nha. Đầu tiên về cái yếu tố ngoại cảnh và bối cảnh. Lúc này anh chị thấy thị trường chúng ta có thông tin gì không? Đảm bảo với anh chị nhà đầu tư, thị trường này không có thông tin gì hết. Nó đâu có thông tin gì đâu. Tỷ giá không đâu áp lực nữa quá nhiều, nó không đã có yếu tố hạ nhiệt. Ví dụ như ẩn sâu trong nó quá sâu thì mình không thể nào biết được. Cái đó là mình không biết. Cái đó là không biết nha. Nhưng mà về góc nhìn của mình á, ở thời điểm hiện tại thị trường có gì xấu không? Mình không thấy thị trường có gì xấu cả. Và về chính trị thì đương nhiên là đang có yếu tố gọi là cơ cấu thượng tầng, thì cái đó là cái chuyện của các bác, mình chả thế nào biết được. Thế thôi. Thứ hai nữa, nhà đầu tư nước ngoài bán đồng nữa không? Lúc này nó đã ngưng bán đồng rồi. Cái thứ ba, áp lực tỷ giá có không? Lúc này cũng chưa thấy áp lực tỷ giá. Thứ tư là gì? Thị trường nhà đầu tư phá bước vào một cái downtrend chưa? Nếu anh chị nhìn cái thế của thị trường thì rõ ràng thị trường chúng ta vẫn là về trung hạn, nó vẫn là một xuống tăng, nó vẫn là những cái đáy sau cái đáy trước. Thêm một cái yếu tố nữa, cái lượng margin trên thị trường là tạo áp lực cho thị trường có không? Thì về quan điểm mình, margin trên thị trường tăng cao ở đâu mình không biết, nhưng mình chỉ biết là ở thời điểm hiện tại, ví dụ ở VPS mình đại diện cho khoảng 25% nhà đầu tư cá nhân giao dịch trên thị trường, thì Nam nói với anh chị nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại ở VPS, tức là tỷ lệ nhỏ lẻ mà giao dịch ở bên mình là cực cao, mà tỷ lệ margin bên mình, Nam nói với anh chị nhà đầu tư đang thừa đầy tiền đi gửi lum la thì đâu ra mà margin. Vì thế anh chị có thể thấy là trong những cái phiên mà giảm như thế này, thị trường ta chụp được vào mặt xu hướng mà không có nhiều các cổ phiếu giải chấp để nó tạo ra các xu hướng là kền hút sát. Vì sao? Bởi vì hôm nay nó bắt kịp cái lượng hàng của anh chị nhà đầu tư còn sót lại trên cái tài khoản để nó vét đi. Chúng ta lưu ý nha, chứ còn mà nếu mà bán margin mà bán giải chấp á, là nó chấp sàn là phải chờ cầu vào đỡ. Nhưng mà hôm nay có rất nhiều mã cổ phiếu đúng ra nó phải sàn cứng thì nó không thể sàn được nữa, bởi vì ai bán là người ta đã bán rồi, ai bị phọt sale người ta đã bị phọt sale rồi, tức là ai dùng margin cao là người ta đã bị cắt rồi. Đặc biệt là cầm những mã cổ phiếu rất rất sâu, ví dụ như bất động sản ta cầm Novaland hoặc là cầm chúng DG hoặc là cầm DSG ấy, những cái mã cổ phiếu này thì nếu ai bị cắt là người ta đã cắt rồi. Anh chị hình dung như thế. Vì thế là trong một số cái nhịp mà giao dịch như thế này của thị trường thì em chia cho anh chị nhờ từ những cái góc nhìn như vậy. Vì thế là quan điểm mình, thị trường này về cái yếu tố giao dịch, đánh giá vận động chung của thị trường thì mình đánh giá thị trường này là một thị trường tăng giá. Mà trong quá trình tăng giá thì bất kể một cái lúc nào thị trường ta trả thách tiêu cực nhất thì mình hay đặt cửa của mình vào mua, bởi vì chỉ cần mua những lúc đó tỷ lệ thắng mới cao, còn lúc nào mà chúng ta thấy nó ngon rồi lao vào mua là nó lại thua. Chúng ta sẽ lấy giả dụ lại một cái yếu tố giao dịch trên thị trường trong giai đoạn vừa rồi nha. Ví dụ như anh chị thấy từ chỗ cái phần mà năm ngoái tới bây giờ, tất cả những nhà đầu tư thấy an toàn lao vào mua đều có yếu tố bị thua lỗ. Ví dụ ở đây này, dưới đây là thời điểm thị trường chúng ta rất là căng thẳng, mình cũng đặt cửa vào một cái điểm mua, thì sau đó thị trường chúng ta bước lên như này thì lượng nhà đầu tư lao vào mua thì nó lại rủ không rượu cắt ra, thì nó là kéo trước Tết không ai mua cả, thì sau Tết bắt đầu lao vào mua nó mới tạo lực margin cao, thì nó xuất hiện một cái điểm bán ở đây, và cái điểm bán này làm cho thị trường chúng ta rớt xuống rất là sâu. Đây ở đây là rớt tới 100 mấy điểm á, rớt xuống đây thì nhà đầu tư cắt ra hết cả là nó lại vòng lên. Tức là cái ngưỡng nào mà chúng ta cảm thấy cắt ra và rủi ro thì đó là những cái ngưỡng chúng ta có thể đặt cửa được. Ví dụ như những ngưỡng như ở thời điểm hiện tại đặt cửa là mình đặt cửa mua hết, không đặt cửa bán. Và đó với anh chị nhà đầu tư trên YouTube luôn, ví dụ những cây này mình nói với anh chị nhà đầu tư bên nhóm mình, ai mua thì mua trong giai đoạn này, mua trong lúc mà thị trường ta giảm sâu khoảng 2:30, 2:20, 2:10 gì đó. Nếu mua và tăng, hãy tăng vốn ngay những lúc thị trường ta đạp sâu.
Thế thôi, bởi vì chúng ta đã đặt cửa mà, đã đặt cửa lên thì những lúc mà nó hoảng loạn thì phải mua. Đương nhiên trên này đâu phải đu vào gì, không, những cái điểm mua lớn là những điểm mua ở dưới này nè, tăng vốn ở đây nè, lên cho đang ngưng tăng nè. Còn nếu tăng vốn hãy tăng những cái ngưỡng cửa như thế này thì chúng ta tăng vốn. Giả sử như thị trường chúng ta bước vào downtrend, rất nhiều mã cổ phiếu ngân hàng rớt thì chúng ta sẽ bán. Ví dụ như anh chị nhìn đặt nhìn một cái yếu tố vấn đề là thị trường của chúng ta là một thị trường tăng giá, và những cái pha như thế này á thì chúng ta sẽ nhìn ra được những cái con nào là những con có yếu tố đỡ trận, đúng không? Góc nhìn thị trường đâu phải con nào cũng xấu, chỉ có một số mid cap là anh chị sẽ thấy nó rất xấu, ngược lại anh chị nhìn vào một số mã cổ phiếu khác anh chị sẽ thấy nó bình thường. Giả dụ như năm lấy với anh chị nhiều tư một cái dòng rất ổn vào thời điểm hiện tại là nhóm ngân hàng, ví dụ anh chị cầm ACB thì anh chị sẽ không cảm nhận là thị trường ta rung lắc kinh tới như vậy. Anh chị cầm BIDV cũng sẽ thấy nó rất bình thường, ví dụ như mua cao mình không nói, nhưng anh chị mua giai đoạn gần đây sẽ thấy nó không có biến động nhiều. Anh chị cầm CTG thì sao, nó vẫn quanh những cái vùng giá này, nó lại đi đâu đâu trong vài tháng vừa qua nó vẫn quanh cái vùng giá này vậy thôi. Anh chị cầm EIB nó cũng thế, hôm trước giờ nó 18-19 thì giờ nó vẫn 18-19, tức là làm gì, nó đang có yếu tố gì phân kỳ so với thị trường. Phân kỳ là sao, là thị trường giảm mạnh nhưng mà nó có xu hướng đỡ giữ và duy trì và hạn chế đà rơi so với thị trường. Lưu ý nha, anh chị cầm chúng MB thì anh chị thấy nó vô cùng bình thường, anh chị đừng đu cao thôi. Đu cao này thì gặp ngay những cái pha mà cổ phiếu vượt đỉnh thì nó quay lại test là hoàn toàn bình thường. Còn anh chị mua thấp thì anh chị sẽ thấy nó bình thường, chả vấn đề gì cả. Nên là anh chị cần phải lưu ý nha, không phải cổ phiếu nào cũng xấu, có những cổ phiếu nó rất ổn định trong những cái chu kỳ này. Ví dụ như Vinamilk đang là những cổ phiếu đang rất ổn định, đúng không? Trong lúc thị trường xuống thì nó lại có yếu tố móc lên, tức là gì, nó đang phân kỳ với thị trường. Và sau một cái pha giảm mạnh như thế này, đây là một cái pha cổ phiếu test lại là có thể là những cái điểm anh chị có thể lấy. Lưu ý nha, đâu phải cổ phiếu nào xấu. Ví dụ anh chị nhìn Sabeco đi, những cái này cũng bình thường, tức là dòng tiền đang có xu hướng dồn vào VN30, nó rõ ràng hơn. Anh chị cầm BNG, anh chị sẽ không cảm nhận được độ rung lắc của thị trường. Ví dụ như thế, anh chị cầm Masan đi, anh chị cũng sẽ thấy nó không có áp lực lắm so với những cái mã cổ phiếu như Midcap, đúng không? Lên phần đáy này, lên trên này, hôm nay thị trường áp lực nó chỉnh chứ trong phiên nó vẫn có yếu tố xanh tốt. Còn anh chị cầm Midcap nhiều, đương nhiên độ rủi ro nó sẽ cao, bởi vì lúc này dòng tiền đang là sự lựa chọn rất khó. Và quan điểm mình, thị trường ta đang có xu hướng là dòng tiền chạy vào VN30 đứng, và khi nó chạy vào VN30 đứng, anh chị thấy sự phân hóa của nó cũng sẽ rất to. Ví dụ như Hòa Phát có khả năng không rơi quá nhiều so với Hoa Sen, Nam Kim, SMC, TVN. Mặc dù con Hoa Sen này nó làm cho mình từ lời 20% bây giờ lỗ mất một giá, tức là mua 21.8 bây giờ nó còn 21.85, nhưng mà trong những cái pha tiêu cực như thế này mà cổ phiếu nó không sàn, mình kỳ vọng cổ phiếu vẫn có thể phục hồi được. Bởi vì sao? Bởi vì một xu hướng lớn của cổ phiếu, đây là một cái pha của nó vượt đỉnh, quay lại test cái nền dưới này của nó. Đây vẫn là một trong những cái hỗ trợ rất tốt, và là chưa đánh mất đi một cái gì xu hướng tăng của cổ phiếu trong một quá trình mà nó đang đi lên. Chúng ta lưu ý nha, ví dụ anh chị nhìn Nam Kim này, mình cho anh chị nhà đầu tư bên mình mua khoảng 22 năm, 26, bây giờ lỗ mất đâu đó khoảng 500, đâu lúc lời 20% không bán giờ lỗ ngược. Nhưng mà vì sao? Bởi vì đây là những cổ phiếu nó, anh chị thấy nó bắt kiệt sức ra không? Nó bán không sàn được nữa, tức là cái mức giá này là mức giá cầu nó đã vào rồi. Thì về quan điểm của mình nha, thì những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu đã có xu hướng bắt kiệt sức để bán rồi. Là ai sắc ai bán, người ta bán. Ví dụ như Hòa Phát này, VN30 nó đỡ rất hơn là những cái con như Midcap. Nó là lý do vì sao Hoa Sen, Nam Kim mình có lời, nhưng không bao giờ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư bên mình lấy thêm cái vùng giá trên cao. Hoặc là Hoa Sen không bao giờ khuyến nghị ai lấy cái vùng nào, lấy cái vùng giá khoảng 25-26 trên này, mua được dưới này thì cầm vậy thôi. Mua vùng dưới chỗ đây nè thì cầm, chúng ta cầm lên đây không lời nó quay xuống cũng không phải là vấn đề. Bởi vì về quan điểm và cách đánh của hệ thống mình á, không phải là cổ phiếu nào ta ăn 53% là chúng ta sẽ bán. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là chúng ta có thể cứ chốt liên tục các cổ phiếu 53% và cắt lỗ liên tục, nhưng chúng ta sẽ không giữ được những cổ phiếu ngon lành. Ví dụ như những cổ phiếu ngon như BR, nhưng có đây mình giữ cổ phiếu từ nền giá này phía dưới này nè, nó đi lên trên này nó vẫn giữ được cái vùng giá này, đây vẫn là một trong những cái biên lợi nhuận khá ok. Hoặc là anh chỉ cầm được con MW kìa, những cổ phiếu nó có vùng nền giá ở đây nè, nó đi lên đây nè, cứ 5% chốt, 5% tốt thì làm sao chúng ta ăn được những cái dạng như thế này. Vì thế trong một quá trình mà chúng ta đầu tư, đương nhiên nó sẽ có những cái mặt lợi hại khi mà thị trường chúng ta có nhiều cái biến động khác nhau. Thì trong một số cái biến động khó như thế này thì mình các cổ phiếu mà vị thế thấp, tức là vị thế mà mình mua lớn ngay những vùng giá này nè, có xuống bị lỗ đi nhưng mà nó không gặp quá nhiều áp lực, thì mình vẫn sẽ chờ đợi cổ phiếu về thị trường. Bởi vì góc nhìn của mình là góc nhìn lên, anh chị nào bán thì sẽ có góc nhìn là xuống, và góc nhìn của mình là một góc nhìn lên. Mà góc nhìn lên thì tất cả những pha đạp của thị trường đó là những thời điểm chúng ta sẽ đặt cược và tăng vốn. Còn khi nó tăng rồi thì mình sẽ không tăng vốn nữa. Anh chị nhà đầu tư lưu ý, ví dụ ở dưới đây này tăng vốn mình mua, còn lên trên này là mình ngồi chờ, ngồi im. Còn nó gãy xuống là cái chuyện của nó. Còn những thời điểm mà thị trường ta đạt như cái phiên ngày hôm nay là mình sẽ khuyến anh chị nhà đầu tư chúng ta tăng vốn lên, chúng ta mua. Còn trường hợp thị trường vào đáy chúng ta bán, chúng ta cắt, coi như chúng ta thua trận này, chúng ta nghỉ, chúng ta chờ đợi một xu hướng khác của thị trường. Còn góc nhìn của mình trong năm nay là có năm bảng lề, mà năm bảng lề thì xu hướng thị trường sẽ lên, và lúc này target của thị trường nó vẫn chưa tới, tức là nó chưa tạo nhiều cái yếu tố FOMO trên thị trường,
chưa có nhiều cái lớp cổ phiếu tăng giá, chưa có các cổ phiếu đang có xuống set up và giữ được cái chất của nó, thì anh chị liên công các nắm đi tiền vào những cổ phiếu phù hợp. Anh chị chúng ta lưu ý nha. Vì thế trong những cái thời điểm như thế này của thị trường thì về quan điểm của mình á, thì anh chị góc nhìn xấu thì anh chị cứ bán đứng ngoài, còn góc nhìn như mình á, là một góc nhìn là tích cực hơn, thì mình thấy thị trường chúng ta chả có gì xấu cả, mọi thứ ok. Hôm nay là một pha dí test lại đáy, thì những cái pha mà thị trường chúng ta dí vô cao mà nó bung volume như thế này cho thấy cái lực nỗ lực, gọi là nỗ lực bán. Chứ còn em nói anh chị nhà đầu tư đợi cái đợt này mà phục sale cổ phiếu là mình có chuyện phục sale không? Tỷ lệ rất ít, gần như không có. Tức là ai mà đã bán là người ta đã biết bán ở những nhóm ngành khác, còn những nhóm ngành ngon lành tỷ lệ margin trên thị trường không cao. Mà chỉ cần qua anh chị trụ được qua được cái đợt như thế này thì lúc đó mọi thứ nó mới tới. Nên chúng ta lưu ý nha, thị trường nó luôn luôn đi theo một cái quy luật, tăng được thì giảm được, và đặc biệt là một trong năm nay là một trong những cái năm rất là khó. Và mình thấy rõ rệt là trong ngày hôm nay là một trong những nhịp mà tổ chức người ta giữ được cái thế chấp như thị trường. Chứ đúng ra thị trường mà nó gãy một cây rất mạnh ở đây nè thì nó rất khó lấy lại được cái đà của nó, nhưng mà nó vẫn kéo thì công băng lên để nó giữ lại được cái chỉ số, mặc kệ các cổ phiếu khác có xu hướng bán bị giảm, đặc biệt là những cổ phiếu đang xuống thì nó sẽ cực kỳ rủi ro. Ví dụ anh chỉ cầm VGI ở mức giá nền trên cao nào, nó đạt vào đây thì chúng ta bó tay, đúng không? Làm sao chúng ta tính toán được. Chứ còn những cổ phiếu khác, nếu anh chị nhà đầu tư cầm và phân bổ những cổ phiếu có xu hướng gì là cơ bản và chưa tăng nền giá, thì tỷ lệ rủi ro của anh chị nhà đầu tư nam anh giá sẽ không quá cao. Nếu mà anh chị nhà đầu tư đầu tư một cái danh mục mà có chỉ có một con chiếm tỷ trọng vừa khoảng 20% mà nó lộ khoảng 15% không phải là vấn đề, 80% các cổ phiếu còn lại sẽ có thể đỡ và gồng gánh cho được các cổ phiếu khác. Nếu chúng ta lưu ý, đó là một trong số những cái yếu tố quan điểm cá nhân của mình về hệ thống, cũng như là bức tranh của thị trường trong ngày hôm nay. Vì thế anh chị nào nhà đầu tư, chúng ta thấy đẹp thì nó sẽ đẹp, mà chúng ta thấy xấu thì nó sẽ xấu. Thị trường này anh chị thấy cơ hội thì anh chị sẽ thấy là những cái pha đạt như thế này là cơ hội để anh chị chúng ta thu gom cổ phiếu. Còn những anh chị nào thấy xấu thì đương nhiên những pha này là phải chạy bằng mọi giá. Thì đó là góc nhìn của từng người, vì thế nó mới tạo được cái yếu tố là muôn màu cho thị trường. Anh chị đặt cửa lên thì những pha đạt như thế này phải mua, còn lúc nó tăng rồi thì sẽ rất khó mua. Còn nếu mà anh chị nào nhìn pha xuống thì những pha này phải chạy, và cứ những cái vấn đề lên xuống của thị trường thì anh chị chờ thị trường trả lời. Còn về quan điểm của mình, đây chỉ là một pha test đáy của thị trường, và những cổ phiếu nào mà nó đã cần rớt trong ngày hôm nay đã rớt. Anh chị chúng ta lưu ý, ngày mai thí dụ như hôm nay nó không rớt nữa, hôm nay nó bán hết rồi, ai cần bán người ta bán hết rồi, thì bây giờ chỉ chờ thị trường chúng ta tốt lên thôi. Cái quan trọng mình là nằm ngồi im và chờ đợi. Chúng ta lưu ý nha, còn cổ phiếu nó cần bán thì mình đã bán, những gì cần tư vấn thì mình đã tư vấn. Vì thế anh chị nào đang kẹp á, ví dụ kẹp mà góc nhìn giống như mình, anh chị chuyển qua thông minh mình, chúng ta cùng đầu tư. Còn bây giờ sức khỏe thí dụ như may là hôm nay là mình khỏe và mình nói chuyện được chút, thì lên chia sẻ với anh chị nhà đầu tư một số cái yếu tố góc nhìn như vậy trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng không có lên được, thì mong anh chị chúng ta thông cảm ha. Đây, nói chung là lên video những cái lúc thị trường nhạy cảm như thế này nó ok, còn lên lúc nó tăng có đâu hay ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video đồng của Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị nhà đầu tư một tối thật là vui vẻ với sự tăng giá của thị trường vào ngày mai. Hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.